Hai anh em mình đang đi trong rừng để kiếm ốc đi luộc nha mọi người nha. Đây mình đã thấy một con mọi người ạ. Ốc rừng mọi người ạ. Ốc này có nắp nhá. Đây mọi người, đã được một con. Đó, măng đắng nha mọi người nha. Lại được một con nữa mọi người ơi. Đây, hình như là cũng có nhiều ấy. Đây rồi. Đây hai anh em tìm ốc điêu và sinh tồn trong rừng. Qua đêm nay anh em lang thang trong rừng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ rửa con cá này để mình nướng con cá này nhé mọi người. Ui, cắm hộ. Kê vào cái túi này luôn, túi mình cũng sạch. Bây giờ mình nhét ướt vào nhé mọi người nhé. Cho
cho ớt vào, vài quả ớt vào mọi người. Hai anh em sinh tồn trong rừng nha mọi người nha, để qua đêm nay. Ớt nha mọi người nha. Tiến hành cho ít muối mì chính vào đây. Đó. Đó. Ây da. Giờ mình tiến hành nướng cá nhé mọi người ơi. Ok. Đó. Vậy bây giờ mình tiến hành nướng cả măng nữa mọi người ạ. Nãy mình có ăn ăn trộm được vài củ măng nên là bây giờ mình nướng nhá. Cho vào đây. Lúc nữa nó chín rồi là mình ăn thôi. Đây. Ốc đây mọi người ạ. Đấy, ốc đây nha mọi người nha. Đây. Đi được không được nhiều mọi người ạ, được tầm này mọi người ạ. Đây. 2 4 ổi rồi, mấy người ba con mọi người ạ. Thế là ổn rồi. Cái đây là món cá nướng nha mọi người nhá. Đấy, anh em tôi đã về xong là nhóm lửa lên xong là. Và những món này là món cuối cùng nha mọi người ơi. Các bạn có thể là nhiều bạn chưa biết nhưng mà cũng có thể là rất nhiều bạn biết nha mọi người nhá. Nào. Mọi người bắt đầu cùng tìm hiểu với mình nhá. Đây, trước tiên là mình bổ đôi cây chuối ra nha mọi người nhá. Đây, cho quả trứng vào cái máng này nhá mọi người nhá. Mình cho quả trứng vào máng này. Xong là mình nướng mọi người ạ. Đó, làm chung rồi. Đi cả. Đây, mình sẽ cho quả trứng vào nhá, xếp quả trứng vào nhá mọi người nhá. Đó. Là thành như thế này nhá mọi người nhá. Bên này cũng vậy. Cái nửa bên này mình cũng quét ra một tí nhá. Để nó lắp được vào mọi người. Ồ. Đây bây giờ mình sẽ đậy vào nhá. Đó. Mình đã đậy quả trứng vào nhá. Bây giờ thì mình vớt. Đây mọi người nha. Là mình xong cái món măng nướng của mình với lại ốc luộc của mình nhá, với lại cá nướng nhá mọi người nhá. Đây, với lại món trứng nướng nữa mọi người. Đây là chai rượu mật ong nhá mọi người nhá. Mật ong đây này. Đó, hai anh em mang cả chai rượu đi nữa. Để mình thưởng thức xem như nào nhá mọi người nhá. Ngon lắm rồi. Quá tuyệt luôn. Đây nha mọi người nha. Mình hai anh em mình đã xong tất cả các món nha. Bây giờ hai anh em mình sẽ bắt đầu vào để ăn nha mọi người nha. Mình mời tất cả mọi người ăn măng nướng của mình ạ. Đây. Chấm muối ướt rất là ngon luôn mọi người. Không đắng lắm mọi người. Rất là ngon luôn mọi người. Hay à. Lần đầu tiên hai anh em đi sinh tồn trong rừng nhá và làm món đơn sơ để ăn qua tối nay nha mọi người. Đây là món cá nướng. Đây là ốc của mình nè mọi người. Ốc đây. Đây nha. Mời tất cả mọi người ăn ốc cùng mình nhá. Mời tất cả mọi người ăn măng láng cùng mình nhá.
sơn sốc rất ngọt. Hốt không nở. Đây là rượu nhá. Không có gì rót nên là lấy em đổ xuống mồm thôi mọi người. Còn đây là món này là trứng nướng mọi người ạ. Đấy, mình thử xem nào. Đây. Món trứng nướng cây chuối. Mọi người. Chuối rừng. Ốc rừng rất ngon luôn mọi người ơi. Mình mời tất cả mọi người ăn món trứng nướng nhá. Món trứng nướng cây chuối. Có đồ ngon thì phải có tí cay cay mọi người ạ. Đồ ăn ngon, xuất sắc rồi. Quá tuyệt vời. Cá nướng kiểu này vầy nó rất là giòn mọi người, nhai rất là sướng. Ây quá mọi người ạ. Ôi trời ơi. Quá là tuyệt vời luôn mọi người ơi. Măng đắng nướng mà ngọt như kiểu măng ngọt mọi người ạ. Quá ngon. Rất sạch. Món gì cũng siêu cay nhá mọi người nhá. Cá nướng siêu cay luôn. Trong toàn ớt, ớt này không à. Ngọt. Trên này ý kiểu gì gần đó nha. Cứ lấy phần ơn nó bỏ được chứ. Chúng ta tương tới tên nó chứ. Tên nó bỏ ý thức chỉ là trên này nha. Nhau mà thương đi cứ bừa bừa bà đi.
bàn chai được không? Đây về giá thuốc liều này. Thế là bị đẹp chứ. Lại đập trứng tiếp mọi người ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Làm nốt miếng măng nắng mọi người ạ. Ngon. Thích sao? Ngon thế chứ lệ. Này lăn ướt ơi trời ơi, ướt ơi. Ấn lên nâu lên này. Đây cơ. Ồ mới nhá thế ẩm. Chín này nè. Đây. Sao phải chìm. Sao phải chìm ạ? Chắc chứ. Chén nắng mà. Dạ tôi nè. Nên một thuốc một đếp lên. Ngon quá các bạn ơi. Lại một tí rượu nữa. Mày lôi màu đây hả? Lôi gì? Hả? Ra đấy. Có lối cửa thủ phá đấy chị. Trên đây. Trên đây. Ừ. Đây. Đi phá. Đi phá. Đã no mọi người ạ.